Quá chi cái mùi các bạn ơi. Vì thế... mình không thể nào tương tự được cái mùi nó đây như vậy á. Trời ơi trời. Đốt rồi các bạn. Đó, mình đang đứng dưới này đốt nè. Trời ơi mùi nè, các bạn thấy không? Trời ơi trời. Mình trời ơi, quải luôn rồi. Trời ơi cái mùi nó mất ối luôn á. Mình không biết á, những năm gần đây mình có làm việc gì tội lỗi hay không. Bây giờ mình sẽ xuống sông Hằng mình tắm các bạn để cùng cái này luôn nha. À, bạn thấy nè. Bây giờ xuống luôn nha. Hello, mình xin chào ông bà chú các bạn nha. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube mình nha. Lúc mà mình còn trẻ các bạn thì mình ước muốn có công ăn chuyện làm ổn định nè, mua được nhà, mua được xe hơi và có dư giả thêm chút tiền gì đó để gửi ngân hàng hoặc là đầu tư gì đó các bạn. Khi mà mình đến tuổi mà 11, 12 giờ đêm các bạn thì tuổi đó là tuổi là mình ngủ gần giấc ngủ gần thu rồi. Thì mình cũng có ước muốn là mình ngủ ở nơi mà mình thích nha. Thì những người còn thích các bạn sẽ giúp mình đưa mình đi đến những nơi mình thích các bạn. Thì ngày hôm nay mình có mặt tại thành phố Wada Rashi các bạn. Thì thành phố này là thành phố phải nói là khá là nổi tiếng Ấn Độ bạn, về độ linh thiêng nha. Thì thành phố này có một cái dòng sông đó tên là dòng sông Hằng nha. Thì những người mà theo đạo Hindu các bạn thì người ta mà sau khi mà người ta biết mình sẽ không qua khỏi, người ta ước muốn người ta sẽ để về đến cái dòng sông này để quả thiêu nha, rồi bỏ cốt ta xuống dòng sông luôn để người ta trôi theo dòng nước các bạn, đi đến những nơi mà người ta mong muốn nha. Mình bước ra khỏi khách sạn á, thì các bạn thấy đây có nguyên một cái dàn xe của mấy chú đang đậu nè. Thì mấy chú hỏi mình có muốn đi xe này không để mấy chú chở nha. Thì mình thấy cuộc sống của mấy chú các bạn thật sự là làm cái nghề này các bạn, biết cái chú nào chú nấy nè, các bạn thấy nè, chú nhỏ xíu rồi nha, đó ốm nhôm mà tướng body rồi ốm nhôm mà có ngày thì lăn lộn ngoài đường không à, để đạp xe chở mọi người đi đến đây đến kia các bạn. Thật sự thì mình thấy công việc này rất vất vả nha. Một chiếc xe mà chở mình đi ra ngoài tới khu vực mà chỗ sông Hằng các bạn thì mấy chú lấy 100 ruby nha. Thì mình thích chú này các bạn, chú này nhìn tướng đồ đẹp trai các bạn, quấn xà gông nữa nên mình đi chú nha. Đó bây giờ xe các bạn thấy nè. Đeo lên nè. Đây. Chở về thời xa xưa các bạn ơi. Thì chiếc xe của chú á thì đa phần đây các bạn thấy nè. Ở trong đây nè. Đây các bạn. Thấy chú để toàn là cái sơ dừa hay không nè. Đó, gắt hết trơn nha. Chú cái tay cái gì ta? Ồ, chú ăn chầu, ăn chầu. À, chầu khô. Chầu khô nha. Đó. Thật sự là mình nhìn cái cảnh này các bạn, thật sự là mình không có kìm được nha. Thì mình thấy mấy chú cực quá các bạn ơi. Nè, bây giờ chở mình đi nè. Đó. Các bạn thấy không? Đạp nè. Đạp như vậy tối ngày á, rồi các bạn thấy đi, rồi mập sao cho nổi. Ở trên vai của chú á, thì có một cái khăn nè, để khi mà đổ mồ hôi á, thì chú sẽ lau nha. Mấy chiếc xe túc túc á, thì mình thấy người ta còn may mắn khi người ta chạy có bằng máy đâu. Còn này thì mấy chú đạp không à. Các bạn thấy không nè, đôi chân của chú nè, đạp ghế thì nó đen thùi lùi luôn rồi. Tối hôm qua thì mình đặt chân đến thành phố này á, khoảng 10 giờ đêm các bạn, thì mình có đặt trên booking các bạn. Nhưng mà đến nơi á, thì booking nói là mình không có đặt các bạn. Trời ơi trời, mình nửa đêm nửa hôm thì mình nhờ mấy anh mà chạy túc túc các bạn chở mình vòng. Thật sự là buổi tối ở đây các bạn nó khá là hỗn loạn nha. Nói chung là mình đi đến đây thì mình cảm giác mình sợ mình đi đến Mumbai các bạn. Đó. Nhưng mà mình thấy người ta không làm gì mình hết trơn á, nhưng mà mình cảm thấy mình ngán thôi. Tại vì buổi tối á, 10 giờ đêm á mà không có sạn rồi đi vòng người ta chở mình đi, rồi người này người kia nhìn mình với ánh mắt rồi hỏi mình phải người Trung Quốc hay không. Nói chung ở bên cái xứ này các bạn, người ta rất là ghét người Trung Quốc nha. Mình không biết sao nữa. Mình vô khách sạn á, mà mình muốn khách sạn mà người ta hỏi mình phải là người Trung Quốc không. Nếu mà người Trung Quốc thì người ta không cho mướn. Rồi mình đi mấy khách sạn các bạn, người ta đuổi mình ra không à. Bó tay luôn. Đường xá nè. Y hệt như là lúc mà mình chưa chào đời tới giờ các bạn. Hồi xưa mình có phim phóng sự tài liệu ở quê nhà mình á. Thì y hệt vậy rồi nha. Đó, bây giờ thì mình tận mắt chứng kiến được coi cảnh này rồi. Đó, cái bùng binh kìa. Thấy bùng binh nè. Bùng binh này bùng binh gì không biết nữa. Ngã năm gì đây không biết nữa. Trời ơi nè. Nó đi nè. Rồi chị gái này á, thì ginh đồ. Tay ginh đồ quần áo đi giặt ở dưới suối về nè. Đó, chắc mình nghĩ giặt ở sông Hằng kìa nha. Đó. Chó nè các bạn thấy không? Nó không né xe luôn á. Rồi mấy ông cụ đồ này kia nè, ngồi nè. Rồi có chỗ uống nước nè. Cứ việc thoải mái luôn. Trời ơi đường xá đây, thật sự là mình đi Lào với Campuchia rồi mà mình thấy Ấn Độ này đường nó còn thua nữa. Tuy là ở đây nó giàu hơn mấy nước khác rất là nhiều, nhưng mà mình thấy người ta sống còn lạc hậu lắm nha. Ý là chỗ khu vực mình đang đi là cái trung tâm của thành phố á.
nó chạy xe đạp kìa. Chú chở mình đến chỗ thì chú lấy mình có 100 nha, thì mình gửi chú 150 đó. Mình thấy chú thấy tội nghiệp các bạn. Bye bye, thank you, bye bye. Theo mình tìm hiểu các bạn thì những người mà theo đạo Hindu các bạn, khi mà họ mà sắp qua đời á, thì họ mong muốn là được về dòng sông này để quả táng nha. Đó nè, nên các bạn thấy ở đây á, người ta về đây rất là nhiều. Đó, rồi trên đầu chơi luôn nguyên cái hình gì ở trên đầu các bạn. Đó, hình giống như là cái cây thương vậy nha. Đó đây nè, no 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 no. Đó, người ta xức cho mình gặp mình không chịu nha. No no no. Đó, bé rồi xức cho mình mà mình không dám các bạn. Đây nè, người nào nãy trên đầu có nè. No 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 no. No. Mình xuống khu vực này á, thì mình thấy khá là hỗn loạn nha các bạn. Đó, đủ thứ cho các bạn ơi. Thì người thì kêu mình làm cái này, người kêu mình làm cái kia. Thì một số các bạn nào có đến đây á, thì nhớ đừng có làm theo người ta nha. Làm cái gì cũng tốn tiền các bạn. Đây nè. Rồi rồi. Quá đông luôn các bạn ơi. Đó nè. Đó. Mình ở trên kia mấy ngày mà xuống đây mình, các bạn thấy mấy anh nè vác cái cây đi vòng 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 nè để giữ an ninh nha. Ở đây nè, người ta bắn bông rồi có rất là nhiều mấy anh để giữ trật tự nha. Đó, rồi chèo kéo rồi đây nè các bạn để xức cái gì lên đầu nè. Đó, có phong tục người ta hay sao mình không biết. No 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 no. Nó xức các bạn. Đó. Đây. Mình không biết cái gì các bạn ơi. Nó ta chèo kéo nó, no, thank you. Anh em mình đến khu vực các bạn thì mình gặp mấy người mà chèo kéo mình á, nó dắt mình đi nha. Nhưng mà mình thấy mấy cảnh sát nè, mình tấp vô thì mấy anh cảnh sát á la ảnh thì ảnh không có dám dắt mình đi nha. Nói chung vô đây á nó đầy đủ cái thứ nha các bạn. Nên cẩn thận từ ly từ tí là an toàn nhất. Tại vì hôm qua mình ở Ấn Độ á, mình bị cái tốn cái tiền mà không cẩn thận rất là nhiều rồi. Chú này thì mình nghĩ là theo đạo Hindu nè, thì chú sẽ để tóc dài nha, rồi không cạo râu luôn. Thì trên tay chú các bạn thấy cầm cái gì không? Đây nè. Đó. Đó, các bạn thấy biết cầm cái gì không? Đó là giống như kiểu biết cái cầm cái đó các bạn thì các bạn cũng biết rồi, mình thì không dám nói ra. Đó, chú đeo vô cổ kìa. Đây nè. Đó, đồ của chú các bạn, nó Phật nè. Hàng ngày thì mình nghĩ là chú giống như kiểu mà đi xuống đây nè. Rồi giống như kiểu mà theo đạo các bạn, nó nhìn quá ngầu các bạn, mình không biết nói gì nữa. Tại vì cái này đối với mình quá lạ lẫm nha. Mình nghĩ là sắp tới chỗ rồi, tại vì đi đến đây á thì mình nghe cái mùi khói rồi nha. Mình đi dài á, đến cái đường mà mình xuống chỗ cái chỗ mà quả thiêu các bạn thì mình thấy bắt gặp rất là nhiều cái đền thờ nhỏ nhỏ nha. Nè, thì đây người ta để nè các bạn, thì không biết là người ta thờ cái này cái gì nữa. Thì ông bà chú các bạn biết thì nhớ cho mình biết nha. Đi gần tới khu vực mà quả thiêu á thì các bạn thấy những cái cảnh này nè, thì mình cảm thấy rất là ngại các bạn. Đó, mình cảm thấy lạnh này nha. Đó, rồi nghe những cái tiếng kinh đồ, thật sự là mình thấy nó hơi lạnh các bạn. Đây nè, các bạn thấy anh này vác củi nè, thì các bạn biết là mấy anh này vác củi để đi thiêu nha. Dịch vụ bán củi nè, mà các bạn thấy nè, củi nè rất là nhiều nha. Thì mình nghe nói một người á thì mà được quả thiêu các bạn thì khoảng 150 kg củi nha. Đó, nếu mà mấy người có tiền chút đỉnh á, thì người ta thiêu cổ tốt xíu, còn mấy người không có tiền á, thì thiêu gỗ sồi gỗ gì các bạn. Đó, thấy nè. Rồi nè, các bạn thấy không? Rồi cảnh tượng nè. Mình không thể nào diễn tả được nha. Trên đây là cái đền nè. Từ ở trên đầu đường á mình xuống đây các bạn thì mình gặp rất là nhiều người lôi kéo mình, mời chào mình, dắt mình đi rồi này kia, ưu tư đủ thứ các kiểu các bạn. Đó, mình cảm thấy mình vô khu vực này thì mình cảm thấy mình cũng lo nha. Đây nè, các bạn thấy củi nè, người ta chắc ra nè để người ta chuẩn bị cho khách hàng người ta các bạn. Đây là ông chủ mà hàng ngày tiếp đón rất là nhiều vị khách mà gặp lần cuối các bạn. Đó, để tiễn họ đi nha. Đó, bây giờ các bạn thấy bên kia nè, người ta khói lên nghi ngút kìa. Đó, trời ơi. Lần đầu tiên mà mình thấy cảnh trong đời luôn á. Củi nè. Chắc nè. Thì các bạn thấy trong khu vực này á, thì đa phần là đàn ông không à. Nè. Rồi mấy chiếc xe lăn này nè, thì ghim những các bạn đội tang đồ. No, thank you. No, thank you. Việt Nam. Dạ. Thế kỷ này, thế kỷ 20 mấy à. Thì những cái nước khác á, người ta phát triển đi đến cung trăng rồi mấy cái dịch vụ này người ta phát triển hết rồi. Nhưng mà ở đây các bạn lại có cái dịch vụ mà phải nói là truyền thống nha. Các bạn thấy khói nè. Trời ơi, ở đây các bạn
đang đốt nè. Trời già, đốt tùm lum tùm la hết trơn. Hả? Dạ. Đang đốt các bạn. Thì mỗi cái chỗ đốt á thì sẽ có một một người ở đó nha. Nó rất là nhiều kìa. Còn cái cảnh bên kia thì các bạn thấy người ta đang đang đổ cái dầu vô nè. Đây nè các bạn. Đó, đang đổ nè nha. Đó, các bạn, người ta gãi rồi, người ta đủ thứ cho các bạn. Đó. Người ta đốt, người ta gãi rồi rượu rồi đồ ăn hay sao đó, rồi quần áo nè. Nè, trời ơi. Ở dòng sông dưới nè, thì củi nè, rồi bông hoa, rồi mấy cái gối, rồi đồ đạc nè, ta lôi tới nè để đưa tiễn người thân người ta đi nha. Một lần cuối cùng các bạn đến giấc ngủ ngàn thu nha. Đó, hy vọng thì người thân người ta sẽ đi về những nơi mà người ta muốn các bạn. Đó, thiền khách du lịch thì ở ngoài này nè, chạy vòng vòng nè. Rồi những căn hộ người ta thiêu xong người ta sẽ thuê những chiếc thuyền này, người ta đem ra ngoài phía ngoài các bạn, người ta sẽ gãi xuống dưới nha. Mình thì không có lại gần được tại vì người ta đang ở đó đó. Mình lại thì sợ người ta không vui nha. Ở đây các bạn, ta gãi lên nè, lúa gạo tùm lum tùm la chứ. Rồi thêm bột cà ri nữa kìa, tại vì người Ấn Độ người thích ăn cà ri á, nên phải bỏ thêm cà ri nha. Nếu không cà ri xuống dưới thì người ta rất là buồn, tại vì không có đúng cái món phái khẩu người ta. Thì đến đây các bạn, thì mấy ông này á, thì hỏi mình có muốn đi vòng vòng quay không? Thì quay thì phải cho tiền. Mình không biết là mấy ông này thật hay giả các bạn. Thì ông nói với anh em mình á, là thôi gì bỏ những chút tiền vô đồ này cho những người mà người ta khổ á, để người ta có kinh phí, người ta mua củi, người ta đốt nha. Khi mà các bạn thấy ở trong khu vực này mà người ta ghi những cái màu đỏ này nè, thì đây là người phụ nữ nha, mới vừa đã phức các bạn đó. Yeah, người ta đang chắc củi lên kìa. Trời ơi, cảnh tượng đó bạn, thực sự là mình vô đây mình thấy cảnh tượng này mình không biết nói gì hơn nữa. À. Rồi nè các bạn, đốt nè. Rồi mấy con chó ở đây nó đi kiếm những cái còn dư lại á, nó dùng bữa chiều vậy đó. Mình thấy ở đằng kia thì đang chuẩn bị đốt nè. Ở đây một khúm nè, hai khúm nè, ba khúm, bốn khúm, năm khúm. Thì ở đây là có năm người ở đây nha. Trời ơi trời, cái mùi nó các bạn ơi. Cái mùi giống như mùi thịt vậy đó. Rồi, ở đây người ta cầm nhang rồi, các bạn thấy một đống cho đây nè. Gậy đi, mình vô đây mình không biết gì mà nên mình muốn đi lên đây. Dạ, đó, đây ta ngồi đây nè. Đó. Cái này gì? Cái này là ngọn lửa Siva, nó đã cháy 3.500 năm ở đây rồi, chưa bao giờ tắt. Vậy hả? Trời ơi. Để đi luôn á. Còn ở đây thì gom nè các bạn, để dành mồi lửa này nha. Mình không thể nào diễn tả được. Đây nè, rồi nè, bên đây nè, rất là nhiều chỗ nè. Nó đốt nè. Nó người nhà đây thì không được quyền khóc nha. Nếu khóc thì người đi á, người ta sẽ không vui. Okay. Đây. Mấy ông này các bạn thì vô đây nè, nó kêu cho mình đưa tiền nè, nó không cho mình quay phim, nó ổng không biết sao nó không cho mình quay nha. Đó. Mình nghĩ mấy ông này cũng không biết là đúng hay thật nữa, nhưng mình muốn gửi trong bầu giúp bạn xem, để trong bầu giúp bạn có đến đây thì nhớ cẩn thận. Anh em mình cho 1.000 các bạn mà còn chưa chịu nữa nè. Đó, đồi kéo anh em mình đó. Mình bó tay luôn. Không có đi. Mình chưa thấy cái chuyến nào từ thiện mà như chuyến này các bạn. Từ thiện phải đòi tiền thêm nữa, mình bó tay luôn. Bây giờ mình phải bắt mình ra chỗ lấy tiền nữa, mình thua mấy ông này luôn rồi. Mình thấy đây là cái nơi ăn nghỉ cuối cùng của người ta rồi, mà người ta đang buồn vậy mà mấy ông này á kiếm tiền trên cái sự mà mất mát của người khác các bạn. Đó, mày ổng cứ đòi tiền mình hoài à. Mình anh em mình đưa cho 1.000 ổng chịu nó, ổng bắt mình phải đưa thêm nữa. Ổng mới cho mình vô đây nha. Mình bó tay mấy ông này luôn. Đó, thiệt sự là mấy ông này thì mình không biết nói gì hơn nữa. Không? Bó tay luôn. Ok. Nói các bạn thấy không? Đưa 500 1 triệu nè, rồi 1.000 nè. Các bạn thấy không? Mấy ông này nè. Ồ, sư phụ. Phải gặp mấy ông sư phụ nè các bạn. Đó. Trời, thấy không? Đưa tiền rồi giống như cái mặt bây giờ thay đổi các bạn. Giống như là tu không vậy nha. Lật mặt liền à. Rồi trời, bó tay luôn. Các bạn nhìn cái toàn thể khu vực này nè, thì cái khu vực này á là những cái nơi mà những cái quán trọ cuối đời của những người mà muốn
muốn thiêu tại cái sông Hằng các bạn, thì người ta trước khi mà người ta gần tới ngày người ta qua đời á, người ta sẽ đều lên đến mấy khu nhà các bạn, người ta ở trọ nha, để người ta đợi ngày cho người ta ngủ, chắc ngủ ngàn thu các bạn, thì người ta sẽ xuống sông Hằng người ta thiêu luôn nha. Khu vực này á, thì khu vực phải nói là nó ngập rất là nhiều nha khi mà thủy triều lên á, nhưng mà các bạn thấy nè, sình không à, mà người ta vẫn đi đến đây. Cái này phải nói là rất là ô nhiễm các bạn. Đây nè, nó vô đây thì người nào nấy làm tiền nè, các bạn thấy không? Mình không có chịu nổi với mấy người này luôn á, tại vì làm tiền quá mình không chịu nổi luôn. Khi mà lấy tiền mình xong rồi thì họ sẽ đi nha. Còn ở đây là cái chỗ mà người ta tắm nè, đó, chỗ thiêu với chỗ tắm sát bên luôn. Thì mình nghe nói á, ai mà làm việc tội lỗi các bạn thì đến sông Hằng này tắm á, thì mọi cái tội lỗi sẽ qua nha. Đó, người ta tắm kìa, tắm cho sạch hết để cho người ta không còn bị những cái tội nữa nha. Đó, tắm với lại với các bạn thấy nè, trời ơi trời, mình cũng biết sao nữa, họ tắm được. Rất là nhiều người ở đây nha. Đó, trời thì đang nóng nhưng mà mình thấy họ ăn mặc rất là kín đáo các bạn. Đó, tại vì người ta muốn đến sông Hằng nè để người ta tắm rửa này kia đó. Đây nè, dưới này các bạn thì mấy anh đang tắm nè. Hello, no thank you. Đó, mấy anh đang tắm nè, gọi đầu rồi nha, rồi súc miệng rồi uống nước đồ cầu nguyện đâu. Hình như mình thấy anh đó như người Tây thì phải, sống mũi bánh cao quá. Đó, chắc ở bên kia phương xa anh làm gì cái chuyện mà tội lỗi quá sao anh qua đây anh tắm các bạn. Mình không biết á, những năm gần đây mình có làm việc gì tội lỗi hay không. Bây giờ mình sẽ xuống sông Hằng mình tắm các bạn, để cùng mấy anh này luôn nha. À, bạn thấy nè, bây giờ xuống luôn nha. Đó, xuống đây nè. Nói chơi mình sẽ xuống tới đây các bạn, mình không dám xuống nha. Đó, tại vì cái chỗ thiêu đằng kia kìa, nên mình không dám. Thật sự mà mình thấy á, thì mình gặp rất là nhiều cái mà mình cũng không bao giờ ngờ đến mà mình biết đến các bạn. Đó là giống như cái những cái này nè, mình không biết người ta làm gì nữa. Đó. Đây nè, sau khi mà đưa người nhà đi, người nhà cũng tắm luôn nha. Ở chỗ này là chỗ tắm rất là nhiều. Các bạn thấy mà khi mà thủy triều lên thì sình nó dâng lên nè. Trời ơi, đồ đạc nè, tắm nè, mặc áo trắng rồi tắm. Để cho thằng Sivana các bạn, thì thằng sẽ rửa hết tội lỗi nha. Ở khu vực này thì mình thấy quá trời đủ thứ trời. No thank you. Vô đây bây giờ mình sợ quá sợ các bạn ơi, ai cũng kêu mình hết trơn á. Đây nè, người ta ngồi kìa, đầy trên đây nè. Đó, khi mà mấy cái này bây giờ thì nó đã xuống cấp rồi các bạn. Nè, xuống cấp nè, sập hết trơn rồi. Nước thì ở đây xả xuống nè, sau khi mà mình sử dụng xong á, rồi mấy cái đền dưới đây thì ngập hết rồi. Rồi ở dưới đây á, các bạn thì người ta thiêu, rồi người ta tắm. Ở dòng sông là giống như là dòng sông đa năng nha, thập cẩm vậy á. À, kính thưa các loại luôn, muốn tắm, muốn rửa, muốn nấu ăn hay là giặt đồ hay là gì đó các bạn, đánh bắt cá hay gì đó, nói chung đủ hết trơn nha. Những con dê nè, người ta thả lan nè, thì không ai đụng địa tới nó cho nha. Giống như đây là cái biển nhân tạo nha, ai muốn tắm tắm, gội đầu, giặt đồ, đồ phơi đồ nè, đầy cái này chân nè. Mấy này tắm để cho mấy này sạch nha, sạch tội gì đó mình cũng biết nữa. Rồi khu nè, công viên nè, bạn thấy nè, rồi cái cảnh đây nó hoang tàn như nè, mà hàng ngày phải đón hơn 200 đến 300 người để được về đến sông Hằng này nha. Khu vực này rất là rộng, nó tắm nè, rồi nó tắm quá giờ tắm nè, no, nó tắm nó gọi, hello, nó phải gọi đầu kìa các bạn. Ở dưới đây toàn là bông hoa không à, đó, bông hoa rồi kèm theo mấy cái chai rồi mấy cái bọc nữa, tắm lặn gì đó, lặn hụp vậy đó. Đó, những cái bông này thì các bạn biết cái chỗ mà hồi nãy mình đi đến á, cái chỗ quả thiêu á, người ta liền xuống thì nó trôi lên nè, thì mấy anh này tắm luôn. No, no. Hello. Yeah, no, thank you. Đó, cái khu vực này thì rất là lớn nha, nè các bạn, lớn lắm. Cái này mình nghe nói là khu vực này á, quả thiêu hình như là cũng khoảng 5.000 năm rồi đó. Cái phong tục này á, tới giờ thì chính quyền á, vẫn can ngăn chưa được nha.
cái kiểu đây là cái dòng sông phải nói là khá linh thiêng của người Ấn mà, nên người ta không có muốn từ bỏ cái phong tục này, tại vì người ta cứ nghĩ là khi mà người ta đã qua đời, người ta tắm ở đây, người ta sẽ được về với lại cái nơi mà người ta cần đến nha. Dòng sông Hằng này không chỉ những cho các bạn đánh bắt cá nè, rồi tắm nè, rồi để quả thiêu này kia các bạn, thì ở đây cũng có một cái ẩm thực nữa nha. Thì các bạn thấy trên này nè, mình thấy một cái anh đang bán nè, không biết anh này có lấy cái nước từ ở dưới này lên hay không để nấu cho người ta ăn hay không, để người ta xóa sạch những cái tội lỗi mà người ta đã gây ra hay không. Tại vì mình tắm thì tắm ở ngoài thôi, còn mà mình ăn mình uống thì nó vô bụng luôn nha, nên nó trừ là hết trơn luôn mấy cái tội lỗi nha. Mình nghĩ cách này thì nó sẽ tốt hơn. Mình không hiểu tại sao người ta có cái phong tục mà mình thấy nó lạ lẫm vậy, thời đại bây giờ rồi. Thì nếu mà mình đi đến đây mà mình đưa người mình đi các bạn, thì mình hửi mấy cái này không mình cũng bị ô nhiễm đó nha. Mà họ đi cờ bơn á, mình nghĩ lá phổi của mấy người bên Ấn Độ thì rất là khỏe nha, đường ruột khỏe rồi phổi khỏe nữa. Khu vực này mình không biết nhà gì nữa, mình cứ đi lên tại đi, thì chừng nào mấy ổng không cho thì mình xuống nè. Ôi cái đường đi lên trên nha, bậc thang lên nè đó. Thì ở đây các bạn, thì hồi xưa thằng Siwa thì người ta cởi bò nha, nên mấy con bò các bạn ở bên đây người ta rất là tôn trọng nha. Người ta ăn thịt bò nè, nó bò cái cuộc nha các bạn, nó để cho người ta lợi người ta lại nha. Còn mấy cái này là cái gì các bạn, hình như là cái này người ta giống như người ta để dành ấy lá đó, là lạ không ạ. Đây có những thằng gắn nè, có mấy con bò cột ở trên nhà kìa. Bò thì ở nhà cao cửa rộng, còn người mà đã khuất thì được ở thiêu tán tại sông Hằng. Nó lạ các bạn, sình bùng gì không mà mấy anh này thì ngồi nè, sình nó lên nè các bạn, lớp vậy. Rồi chú bảy chú sáu gì ngồi trong mấy cái thung này nè, rồi ông ba thì đang xúc miệng ra. Bàn chải này mình nghĩ đánh cả đời luôn chưa hư nữa nè. Nó các bạn thấy cái bàn chải của ông không, cái bàn chải của ông mình đánh cả đời luôn chưa hư nữa. Mình không biết thời xa xưa thằng Siwa các bạn, người ta có chơi thú cưng là chó hay không, nhưng mà bên Ấn Độ này các bạn thấy mấy con chó không ai thèm đụng đìa tới nó chứ nha. Nó đi nè, nó đứng nè, không ai thèm đụng đĩa tới các bạn. Mình qua Ấn Độ mình gặp chó rất là nhiều đó. Các bạn đi vòng vòng khu vực này nè, nó không có đụng đìa tới người chứ, nó giống như người là bạn đấy đó. Chắc mình nghĩ hồi xưa thằng Siwa chơi thú cưng có chó đó các bạn, nên mấy con chó với mấy con bò thì người ta không có đụng tới nha. Không biết một người thì thiêu bao lâu, nhưng mà ở bên đây thì mình thấy người ta mới vừa đem xuống thiêu một người các bạn. Thì người đó mình bảo đảm là người nam nha. Tại vì người nam thì sẽ có một cái vải trắng á, ta ghi lên đi xuống đó. Thì người ta quấn khăn lại hết rồi, để người ta đang làm cái nghi thức làm lễ. Trời ơi kìa, khu vực nè, nó khói, nó cái mùi của nó nặng lắm các bạn đó. Rồi quần áo, rồi mùi da, không thể nào mà tương tự được cảnh này. Nó cái ông đó thì ông đứng kế bên luôn kìa, thì đốt ở trên nè, trời ơi trời. Mình đứng từ xa mà mình còn cảm thấy mình chịu không nổi các bạn, thật sự luôn, mình thua các bạn ơi. Nói chung cái tập này là mình thua nha, mình thua toàn tập luôn rồi. Đó, bây giờ các bạn thấy rồi, trời ơi trời, mình không thể nào mà tưởng tượng được cái cảnh này. Mình nghĩ tối nay về mình nhắm mắt lại mình thấy là người yêu trong mộng của mình nha. Trời ơi trời, mình mới thấy cái mặt người yêu trong mộng của mình ở chỗ cái đống lửa này các bạn. Trời ơi, người yêu mình nhìn mình nữa chứ, không biết tối nay về ngủ có nằm thấy người yêu không nữa, mà chảy nước mũi các bạn ơi, bỏ tay luôn. Mấy ông này thì đang đứng nói chuyện nè, ăn gũi sao đó, thôi đừng buồn nữa. Thì bên cạnh cô vẫn còn có con ở giữa các bạn, nó cảnh nè, trời ơi trời. Nó nhìn thấy nó làm sao các bạn ơi. Nè, nè, mình chỉ đi tới đây thôi nha, còn giữa trong đó mấy ông nó làm tiền nữa. Tiền người ta đang dinh một người phụ nữ lên kìa. Ở đây thì chắc rồi, để ta đang làm cái lễ nghi thức nè. Ông Sala Sala các bạn, nói ông đó, ông đang đứng đó, cái mặt ông thấy ngầu quá ha. Đứng đây nè, để tốt nha, mình không biết khu vực này sao mà người ta chọn ở đây ghê thiệt chứ, hay thiệt chứ. Các bạn thấy nè, coi cái mùi kìa, không thể nào tưởng tượng được. Bình thường ở quê nhà mình thấy chỉ có một thôi, mà mình còn thấy bằng đêm, mình thấy con ấy các bạn, con đây các bạn thấy nè, hàng chục luôn á. Nè trời ơi trời, mình cảm thấy mà mình không biết nói gì hơn nữa các bạn. Mình chỉ biết là cầm máy ghi qua ghi lại cho ông đạo giúp bạn xem thôi à.
Như mình nghe nói thì mấy người mà có tiền người ta thiêu chỗ riêng nha. Còn mình đi đến chỗ này là cái chỗ thiêu của những người mà giống kiểu mà người ta chưa có điều kiện nhiều á, người ta thiêu ở đây. Thiêu đại dưới mấy cái này các bạn, còn mấy người mà có tiền người ta hình như là thiêu ở đâu ở trên cao hay sao mình cũng không hiểu. Nếu mà các bạn đi vòng vòng khu vực này mà có khát nước thì ở trong cái khu này có cái quán cà phê cho các bạn uống luôn nha. Thì các bạn đến đây uống một ly cà phê hương vị dòng sông Hằng nha. Đó, mấy anh đến đây chụp hình nè để kỷ niệm đến dòng sông linh thiêng của mấy ảnh. Thì mình biết khu vực này nào nữa, đi dài dài lên coi, ngồi lừa cho các bạn. Thì đây mình thấy rất là nhiều mấy anh cảnh sát để bánh canh nha, mấy anh nào nãy kìa. Đây là việc gì đây, hình như là cái bến tàu để dành cho mấy chiếc tàu để rước đi hay sao nè, rước đi ra ngoài á. Rồi rất là nhiều nha. Lúc đầu á thì mình đi đến khu vực các bạn thì mình nhìn thấy mấy cái tre này nè, mình tưởng là người ta làm cái cầu thang nha, nhưng mà mình vô đó rồi mình mới biết là mấy cái này các bạn người ta đóng để người ta ghim, giống như trong phim kiếm hiệp nha nha. Đó, đóng để ghim xuống để lên cái vàng quả thiêu nha. Người ta thì đang đưa một người thân người ta xuống các bạn, thì người phụ nữ nha. Đi xuống liên tục các bạn. Đó, mình không thể nào mà biết được là cái người ta đọc những từ đó từ gì, giống như kiểu người ta đọc kinh đó để người ta cầu nguyện cho người thân người ta đi về đến cái nơi mà họ muốn nha. Mình nghe có một tiếng hình như là đang đưa thêm một người xuống đó các bạn thấy nè, anh mình đang đi nè. Trời, đi cái đường thôi mình gặp hai người nha. Đây là gia đình ta đi sau nè. Thì mình không thấy người ta buồn ấy nha. Tại vì người ta buồn á, sợ thì gia đình người ta không vui. Các bạn thấy nè, đi rất là nhiều luôn. Cái đường đi lên nè, rồi bên đây nè, thì chắc mình nghĩ bên đây cũng chắc cũng có một người nữa nha. Hai bên bốn phía người ta đi nè. Mình không thể nào mà thấy các bạn, bốc kèn là in nổi luôn. Đường đi nè, quá trời các bạn ơi. Ở khu vực này có không? Đây là cảnh hai cô gái đang chuốc cọng chổi nha. Cọng dừa nè, đang đan mấy cái chiếu các bạn để bán nha, để bán cho những người sau khi mà chuẩn bị về với dòng sông Hằng đó nha, nó cái biến nè. Mình đi từ ở phía trong ra tới ngoài thì mình bắt gặp được khoảng 3 người nha. Đây nè các bạn, đây là người cũng là người phụ nữ nha, để sắp được về với lại dòng sông thân yêu của họ rồi. Công nhận ở đây thì người ta vô liên tục luôn. Tại đây một cái ngõ đó nghe, còn rất là nhiều cái ngõ nữa người ta để đại đây nè. Đó. Rồi. Không thể nào tin nổi được cái cảnh này. Nó ngoài đường nè, trời ơi. Trong những khu chợ này thì các bạn bắt gặp rất là nhiều con bò nè. Thì ai đi ngang con bò này các bạn thì người ta gờ nó cái nha. Thì người ta không được địa tới cho nó, người ta gờ nó các bạn. Giống như người ta tôn sùng bò nha, người ta thờ bò nha. Nó ta đeo cho nó cọng dây nè. Đó, hình như mình nghe con bò này các bạn có giấy khai sinh nữa nha. Đó, chấm cái gì trên cái đầu của con bò kìa. Mình thấy những người mà theo đạo Hindu á, ở Ấn Độ các bạn thì người ta sau khi còn trẻ người ta làm việc vất vả nha. Khi mà người ta đến cái tuổi nhắm mắt xuôi tay các bạn thì người ta chỉ ước muốn là người ta sẽ được nằm yên xuôi trên dòng sông Hằng nha. Thấy các bạn thấy nãy giờ mình đi cùng với một đứa bạn đi đến đó, khi mà còn sống làm việc vất vả kiếm tiền bao nhiêu tiền đi nữa thì cuối cùng về đến đó thì cũng có 2-3 miếng củi với lại một cái miếng bằng tre khiên với lại một cái miếng chiếu nhỏ các bạn, thì người ta kết thúc được một cái quãng đời của người ta nha. Mình đọc được mỗi thông tin các bạn thì theo mình biết á, thì khi mà mình đọc được mỗi thông tin á, theo mình biết á, khi mà người ta được quả thiêu tại sông Hằng đó các bạn thì người ta sẽ gãi xuống sông Hằng đó để cho cái kiếp người của người ta các bạn, người ta sẽ về lên cái chỗ mà người ta muốn nha, chứ người ta không có muốn luân chuyển kiếp người nữa. Thì ông bảo chú các bạn thấy ở khu vực như thế nào, nhớ cho mình một ý kiến, một like, một chia sẻ cho bình luận nha. Thật sự là đây là lần đầu mình đến cái khu vực này cũng như là lần cuối các bạn, tại vì ở đây mình thấy người ta cái chỗ mà mắc mát buồn phiền mà mấy người ở đây người ta làm cái mấy cái trò từ ở ngoài cổng các bạn, mình vô tới bên trong nè,
mình tốn không biết bao nhiêu thứ luôn á, rồi người ta chèo kéo mình, ui chung đủ trò các bạn. Thì video khá dài, bây giờ xin hẹn vào chúc bạn với sau thì bye bye.